你亲亲。Chào anh. Anh sáng nay em gọi anh đi gọi em lắp thì như vậy. Dạ anh đấy. Vâng, được mà. Đấy, đang chuẩn bị đấy. Anh có dây mà hả? Đây, dây đây. Đây à? Được đấy. Cuộn dưới này cơ. Em xem có được không? Nhét cái lại. Đi sao khách? Sau làm xong nhà là đấu bóng vào hai công tắc này. Đoạn này 30m cũng gần hết rồi. Thank you.
để tiện. Okay. Anh xin nhé. Vâng, cảm ơn nhé. Đường điện ok hết rồi đấy. Vâng, em cảm ơn anh đi. Thank you.
Yeah.
Thank you.
20.000 bảo hộ 20 viên. Như vậy là mua là 80 viên thì ta thì có thể sử dụng lâu dài hơn. Đó là nhé, 80.000 đồng. Okay.